Dạ, em vừa thể hiện một sáng tác của nhạc sĩ Bùi Công Nam, Vì Em Là Lý Do và Vì Kim Thanh mà em đến đây ngày hôm nay. Em là người yêu cũ của bạn. Hả? Trời! Bạn này là người yêu cũ của bạn này. Cũ của Kim Thanh hả? Bây giờ bạn có thể nói cho mình biết là cảm xúc của bạn như thế nào không Thanh? Em hơi bất ngờ. Ủa, lúc nãy khi mà nhìn trên clip, nhìn hình bóng mờ mờ là bạn không nhận ra? Em thấy quen quen nhưng mà em không nghĩ tới. Khi chàng trai này làm cho bạn ra đi lần trước thì có tổn thương nhiều không? Dạ có. Lý do là vì sao? À, hồi nãy bạn nói là một lần bạn bị cắm sừng. Dạ, bạn đó thì không phải là em. À, mày quá. Em là trước nữa. Trời ơi. Khi mà bạn kia bạn ấy nói chia tay thì em xử lý như thế nào, hay là em im lặng? Là lúc đấy em nói chung là cũng bối rối, em không biết lý do tại sao hết. Ừ. Rồi khoảng bao nhiêu lâu em mới lấy lại được cân bằng? Dạ, một năm sau. Một năm. Có nghĩa là lúc đó là bạn bao nhiêu tuổi nhỉ? Dạ, lúc đó là em vừa xong lớp 11. Vậy thì ngày hôm nay khi mà bạn nghe lý do mà bạn Quốc Anh nói trên sân khấu này thì bạn cảm thấy như thế nào? Em thấy đó không phải là lý do. Bây giờ thì chúng ta sẽ dành cho cả hai bạn 3 phút để cả hai bạn tự nói chuyện và tự chia sẻ với nhau. Đúng rồi. Nha. Xin mời. Mời hai bạn. Thật sự thì ngày hôm nay Quốc Anh đứng ở đây thì chỉ có thể nói lời xin lỗi Thanh vì cái quyết định đường đột 5 năm trước. Nhưng mà ngày hôm nay Quốc Anh đứng ở đây mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn và dám nói đủ khả năng để lo lắng cho Thanh trên con đường phía trước. Rất là mong Thanh sẽ dành cho Quốc Anh một cơ hội ngày hôm nay trước mặt tất cả mọi người, cũng như là trước mặt mẹ của Thanh, cũng như là ba của Quốc Anh. Cho anh một cơ hội nha. Hết 3 phút. Và cảm ơn Quốc Anh ngày hôm nay đã đến đây và chia sẻ rất là nhiều và thật là chân thành với lại Kim Thanh. Còn bây giờ thì chúng ta cùng mời Phong Nhã quay trở lại sân khấu để chúng ta cùng đến với phần quan trọng nhất. Đó là phần Suya đại chiến. Cho phép được yêu. Bây giờ xin phép gia đình cho con khám sơ sơ xem. Wow.
của Thanh rồi. Xin mời gia đình của ba Diệp Phong và Quốc Anh nói về bảo bối của mình. À, không biết là Thanh còn nhớ cách đây 5 năm vào ngày 8 tháng 3 cũng một nhành hoa hồng và một cái lắc tai. Khi đó còn học sinh cấp 3 thì không có nhiều tiền, mua cái lắc tai có vài chục ngàn. Thì Thanh có nói là đeo được có vài tuần thì nó đen hết. Ngày hôm nay thì cái lắc tai cũ đó giống như là một con người cũ của anh vậy đó. Hôm nay nó đã mất rồi, ngày hôm nay là một chiếc lắc tai mới, nó vững chắc hơn, nó có một tí giá trị hơn khi xưa, và tin chắc là nó sẽ không bao giờ đen. Đó là Quốc Anh ngày hôm nay. Là bạn lỡ nói là nó không có đen thì Trinh cũng tò mò không biết chất liệu nó là gì. Dạ, vàng trắng. Vàng trắng. Và gia đình của bạn Kim Thanh cũng đã được thấy cả hai món bảo bối của cả hai gia đình. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần hùng biện của cả hai bố mẹ, xem ai sẽ là người giành được quyền chọn lựa về phía mình. Xin mời. Theo tôi nghĩ thì chàng trai bên kia là mối tình cũ. Thì khi mà bắt nước đã đổ đi rồi thì không bao giờ lấy lại được. Cũng như là bản tính thì không bao giờ mà thay đổi được. Đó là một quá khứ thôi. Còn hiện tại thì Phong Nhã là hiện tại. Cho nên tôi nghĩ là bên anh có thể là để cho Kim Thanh có một cái cơ hội khác tốt hơn. Dạ, căng rồi đây. Bây giờ nói người yêu cũ thì chắc là không phải người yêu cũ. Tại vì từ đó tới giờ con trai tôi cũng không yêu ai nữa. Vẫn yêu một người con trai, không có yêu ai nữa. Từ lúc mà chia tay thôi. Vâng. Tình yêu học trò mà. Nhưng bây giờ con trai tôi đã trưởng thành rồi. Mong con gái có thể cho con ba một cơ hội. Con gái à, cô nghĩ rằng một người đàn ông khi mà rời con ra không có một lý do thì đó tình yêu chưa đủ lớn. Con nên suy nghĩ kỹ để quyết định. Bây giờ hai đứa đã có một cái suy nghĩ nó chín chắn hơn là hồi học sinh. Con trai tôi vẫn còn tha thiết yêu Thanh. Cho nên là tôi tin rằng đã có duyên thì sẽ đến được với nhau. Xin cảm ơn hai gia đình rất nhiều. Và như vậy thì chắc là cũng đã đủ dữ liệu để gia đình nhà gái sẽ có những lúc bàn bạc và cho ra quyết định ai sẽ là người mà gia đình cho phép được yêu. Cho phép được yêu. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với cái tên mà mẹ Kim Xuyến cho phép được yêu. Nếu Kim Thanh và Phong Nhã đến với nhau thì cô sẵn sàng cho Kim Thanh một tầng khách sạn của mình. Trời đất ơi, cô ơi cho con hỏi khách sạn của mình là quy mô bao nhiêu, bao nhiêu phòng cô? Khách sạn của mình là tổng cộng là 32 phòng. Cái lắc tai cũ đó giống như là một con người cũ của anh vậy đó. Hôm nay nó đã mất rồi, ngày hôm nay là một chiếc lắc tai mới, nó vững chắc hơn, nó có một tí giá trị hơn khi xưa, và tin chắc là nó sẽ không bao giờ đen. Đó là Quốc Anh ngày hôm nay. Chàng trai bên kia là mối tình cũ. Thì khi mà bắt nước đã đổ đi rồi thì không bao giờ lấy lại được. Tại vì từ đó tới giờ con trai tôi cũng không yêu ai nữa. Vẫn yêu một người con trai, không có yêu ai nữa. Con gái à, cô nghĩ rằng một người đàn ông khi mà rời con ra không có một lý do thì đó tình yêu chưa đủ lớn. Trai tôi đã trưởng thành rồi. Mong con gái có thể cho con ba một cơ hội. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với cái tên mà gia đình của mẹ Huỳnh Xuyến cho phép Kim Thanh được yêu. Xin mời. Đây là người chúng tôi cho phép được yêu. Xin mời. Đó là chàng trai Phong Nhã. Ý kiến của em thế nào?
lại một cặp đôi nữa chúng tôi đã tác hợp thành công. Vô cùng đẹp, đẹp đôi và hợp với nhau cả về tâm hồn lẫn ngoại hình. Xin chúc mừng hai bạn. Bạn Thanh thân mến, tại sao bạn không cho bạn Quốc Anh một cơ hội? Thì tại vì em nghĩ là có một cái câu đó là người quen đường cũ. Tại vì suy nghĩ của bạn ấy có thể rời bỏ em một lần thì chắc chắn là sẽ có những cái lý do khác để mà rời bỏ em thêm một lần nữa. Và khi mà trái tim đã bị tan vỡ một lần rồi thì cũng khó có thể hàn gắn lại, đúng không nào? Cho con xin hỏi ý kiến của gia đình bên mình. Thành ra tôi cũng nghĩ không phải là gì nghèo giàu gì cái phân không có phân biệt cái chuyện đó, mà cũng như nghĩ là mình cũng như cái chén nước đổ đi rồi mình hốt lợi là không bao giờ đầy. Vậy là ý kiến của Kim Thanh hoàn toàn trùng khớp với ý kiến của gia đình bạn. Bao cao su Tam Thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su Tam Thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.